Có lẽ tất cả chúng ta trong cuộc đời của mình đều ít nhất một lần nghe về Hollywood, kinh đô điện ảnh của toàn thế giới, nơi quy tụ tất cả những diễn viên, nhà làm phim, các tác phẩm, nói chung là tất cả những gì tinh hoa nhất của điện ảnh trên toàn thế giới. Nhưng ít ai biết rằng, vào thổ sơ khai, những người đầu tiên thành lập lên cái thị trấn nhỏ này lại là những kẻ trốn chạy ngoài vòng pháp luật. Nhắc tới Edison, bạn sẽ nghĩ ngay tới những phát minh thiên tài của ông như máy quay phim, máy ghi âm, máy quay đĩa, máy in hay bóng đèn điện. Nhưng ở video này, mình sẽ kể cho các bạn về một Edison khác, một nhà tài phiệt kinh doanh với những chiêu trò kinh doanh khuynh đảo cả nền điện ảnh của thế giới lúc bấy giờ. Xin mời đến với Điện ảnh thủa sơ khai. Vào những năm cuối thập niên 1890, sau hàng loạt những thành công với các phát minh trong lĩnh vực điện, điện thoại, phát thanh, Edison bắt đầu bước chân vào lĩnh vực điện ảnh với các phát minh đặt nền móng cho môn nghệ thuật thứ bảy. Và sau khi có được một vài bước tiến đáng kể trong công nghệ, Edison đã bắt đầu mở các studio nhỏ để làm phim. Lúc bấy giờ chỉ là các đoạn phim ngắn, kiểu như những đoạn phim tài liệu, những đoạn phim ghi lại một cảnh gì đó trong cuộc sống, hoặc những đoạn diễn xuất cực ngắn. Bởi lúc này, mọi thứ về điện ảnh vẫn còn đang rất sơ khai. Các bạn hãy lưu ý chi tiết này nhé, bởi nó chính là mấu chốt để thay đổi cuộc chơi sau này. Ở thời điểm này, các rạp hát kịch vẫn đang là lựa chọn giải trí số 1 của người dân Mỹ và trên toàn thế giới khi đó. Và điện ảnh còn phải chạy những bước rất dài sau này mới có thể đuổi kịp và đánh bại được người tiền bối của mình. Và cùng thời điểm đó thì khi mà các công nghệ làm phim dần dần từng bước được định hình, tất nhiên là các công nghệ này không phải do Edison phát minh ra hoàn toàn, bởi trước đó công nghệ làm phim nó đã có rồi và Edison chỉ góp phần phát triển thêm các công nghệ này thôi. Bởi trong làm phim nó có rất nhiều thứ, từ ghi hình đến âm thanh, ánh sáng, công nghệ dựng, vân vân. Thì vào cùng thời điểm đó, thời điểm mà Edison bắt đầu mở các studio, thì nhiều nhà làm phim cũng bắt đầu xuất hiện, điển hình như hãng Biograph của William Kennedy Dixon hay Vitagraph của Stewart Blackton và Albert E. Smith. Các hãng này bắt đầu cạnh tranh vào lãnh địa của Edison, cạnh tranh tạo ra phát triển, và dĩ nhiên là Edison không thể ngồi yên được. Trên thực tế thì phần lớn công nghệ ghi hình mà các hãng phim này sử dụng đều thuộc về Edison. Công nghệ do tôi sản xuất, ông sử dụng và giờ ông lại cạnh tranh ngược lại với tôi, vô lý, hết sức vô lý. Và như một doanh nhân thực thụ, Edison bắt đầu kéo quân liên tục đi kiện đối thủ. Và thật dễ hiểu khi cái màn kiện tụng này giữa nhà phát minh thiên tài của chúng ta và các đối thủ trở thành một trò hề. Bởi cái công nghệ quay phim và trình chiếu của Edison thực ra chỉ là một cái máy tạo cảm giác chuyển động bằng cách cho người xem lại các hình ảnh được chụp liên tục mà thôi, tương tự kiểu phim stop motion bây giờ. Và phải hàng chục năm sau, thời điểm sau những năm 1910, thì phim ảnh vẫn chưa có tí cửa nào chiếm được ưu thế so với các rạp hát kịch. Đấy, cuộc chơi nó đã nát như thế, thị phần thì cũng chỉ có chút xíu, mà các thành viên vẫn còn lao vào những cuộc kiện tụng nhau như thế, khiến cho cả hai bên đều cực kỳ mệt mỏi. Và Edison lúc này lại nảy ra một ý tưởng khác. Ok, không dùng đến pháp luật nữa, tôi sẽ chơi luật rừng với các ông. Sự thực là tầm ảnh hưởng của Edison lúc bấy giờ rất ghê gớm. Ngoài những phát minh bá cháy của mình, ông còn sở hữu nhiều công ty kinh doanh lớn. Với tiềm lực về kinh tế và tầm ảnh hưởng, ông đã quyết định lập hội để chia sẻ quyền lợi và tiêu diệt những kẻ đối đầu với mình. Vào tháng 12 năm 1908, Edison họp những người chơi lớn trong ngành điện ảnh non trẻ lại và đề xuất tất cả những thành viên trong liên minh này sẽ thành lập một công ty. Trong đó, các bảng sáng chế sẽ được chuyển giao cho công ty mới này, đảm bảo cho các thành viên chỉ cần an tâm sáng tạo, đồng thời tăng khả năng tiêu diệt những đối thủ nhỏ lẻ khác nằm ngoài liên minh. Một nước cờ đầy tinh tế của Edison. Mình là doanh nhân, không nên nóng giận, phải bình tĩnh, và mọi chuyện thì đều có cách giải quyết. Trong liên minh này, gồm có công ty phim của Edison và 8 công ty khác. Ngoài ra, có một vị khách mời đặc biệt nữa, đó là Eastman Kodak. Cái tên này nghe quen không các bạn? Đó chính là thanh niên làm ra những cuốn phim cuộn, những thứ dùng để ghi lại hình ảnh và nhét vào cái máy trình chiếu đấy. Ghê ha, một thủ pháp gần như triệt tiêu toàn bộ đường sống của các đối thủ khác. Và cái liên minh ma quỷ này, liên minh công lý này lấy một cái tên đầy quen thuộc là Motion Picture Patent, viết tắt là MPPC. Sự kiện này thực sự đã trở thành một cơn ác mộng với tất cả những nhà làm phim nhỏ lẻ, khi 9 kẻ lớn nhất đã cùng chung một tiếng nói. Đương nhiên, không còn lợi thế nào cho những kẻ nhỏ lẻ khác có thể chống lại. Từ năm 1909 tới năm 1918, MPPC đã đệ đơn kiện tới 40 lần để quyết tâm triệt hạ hoàn toàn các đối thủ còn sót lại, để mọi thứ trở nên tiếp tục tồi tệ hơn nữa. Eastman Kodak, nhà cung cấp cuộn phim lừng danh, cam kết
chỉ bán cuộn phim cho các thành viên thuộc liên minh của MPBC. Và lúc này, Kodak chính thức trở thành viên hổ tướng cực kỳ bá đạo trong liên minh MPBC với thứ binh khí phim cuộn trong tay, sẵn sàng có thể quyết định cuộc chơi. Số phận của những nhà làm phim đơn lẻ dần trở nên khủng hoảng. Làm nghệ thuật thì đã căng thẳng, lại còn bị dính ngành có độc quyền. Những người yếu thế bắt đầu tìm cách duy trì và chống trả yếu ớt. Một vài đơn kiện chống độc quyền nhỏ lẻ đều không có tác dụng gì, bởi đa số bằng sáng chế đều thuộc về liên minh MPBC. Họ không can thiệp vào công tác làm phim, chỉ căn cứ theo bảng sáng chế, nên mọi thứ khá rõ ràng. Những đơn vị yếu thế lại xoay ra tìm cách mua những máy làm phim lậu để tiếp tục tinh thần khởi nghiệp. Lúc này, mặt trận chính đạo đã dẹp xong, MPBC lại quay sang mặt trận tà đạo để tiếp tục bón ảnh cho đối thủ. Hổ tướng Kodak tiếp tục xuất hiện với tuyên bố không cung cấp công cụ nhiếp ảnh cho các rạp chiếu phim nếu chiếu phim của các đối thủ dùng máy lậu. Liên minh MPBC cũng sẽ cắt nguồn cung phim cũng như mọi dụng cụ điện ảnh cho các rạp này. Nghĩa là chỉ cần một lần nhúng chàm, các rạp chiếu phim sẽ bị cả liên minh tẩy chay. Chính vì vậy mà các rạp chiếu phim, chúng ta có thể coi là các đại lý phân phối của các hãng làm phim, sẽ phải lựa chọn, chọn con tim hay là nghe lý trí. Thì chắc chắn rằng lòng cảm thông dành cho các nhà làm phim nhỏ lẻ vẫn không thể lớn bằng sức mạnh của bát cơm đến từ liên minh MPBC. Lúc này, cuộc chơi gần như ngã ngũ, công nghệ về quay phát, nguồn cung về nhiếp ảnh, dựng phim đều thuộc về liên minh MPBC. Giờ đây, họ bóp nghẹt nốt về hệ thống phân phối, và để tồn tại được, những kẻ cô độc ngoài vòng pháp luật phải đoàn kết lại. Trong số những kẻ phá luật đang khốn đốn, có những cái tên mà khi mình nhắc tới, các bạn đều phải giật mình đấy. Đó là Lam Mồ, hãng IMP, sau này là Universal, William Fox, hãng Fox, và Andom Zhukov, hãng Famo Player, cùng với nhiều anh hùng xa cơ khác. Để chống lại sự bành trướng khủng khiếp của liên minh Edison, nhóm những kẻ phá luật đã dùng một chiêu mang đậm màu sắc truyền thống đến từ binh pháp tôn tử, đó là chạy. Chạy thật xa. Lúc này, hầu hết các đô thị lớn nhất của nước Mỹ đều nằm ở khu vực Đông Bắc, các thành phố như New York hay New Jersey. Chính vì vậy, các studio và các rạp chiếu phim cũng nằm ở khu vực này. Xa Đông Bắc nhất, dĩ nhiên là Tây Nam. Nhóm phá luật mà dẫn đầu là Lamo bắt đầu âm thầm chuyển các studio của mình về phía Nam California. Từ năm 1910 đến năm 1912, những studio đầu tiên bắt đầu xuất hiện ở những vùng đất hoang sơ thuộc miền Viễn Tây. Vùng đất ấy, người ta gọi là Hollywood. Một đế chế được khai sinh bởi những kẻ ngoài vòng pháp luật, và họ tiếp tục làm phim, tiếp tục tồn tại để chờ đợi, chờ tới một lúc nào đó, thời cơ tới và phục thù. Trở lại với vùng Đông Bắc, MPBC lúc này đã trở nên độc bá trong ngành điện ảnh bằng cách triệt tiêu sự phát triển với những lợi thế về công nghệ. Và hiển nhiên, với họ, công nghệ là thứ quan trọng nhất. Và đó thì lại là một sai lầm. Công nghệ chỉ là một yếu tố trong một ngành sản xuất. Chưa kể điện ảnh dần trở thành một ngành công nghiệp mang tính nghệ thuật, thì nếu chỉ quan tâm tới công nghệ, bạn sẽ dần tụt hậu. Trong lúc MPBC vẫn đang ôm ấp những chiếc máy làm phim ngắn, bạn còn nhớ đoạn đầu mình nhắc bạn lưu ý chứ? Lúc này, MPBC vẫn đang miệt mài sản xuất những đoạn phim ngắn, những bộ phim tài liệu và những đoạn phim có tính chất nghệ thuật không cao. Có những kẻ ngoài vòng pháp luật, họ nắm được điểm mạnh, điểm yếu của mình với đối thủ, và họ bắt đầu đầu tư vào một thứ quan trọng hơn, đó là diễn viên. Họ đã bỏ những khoản cát xê lớn để mời những diễn viên kịch nổi tiếng, cũng như đào tạo và nâng tầm những diễn viên tiềm năng như Rudolph Valentino, ông hoàng phim lãng mạn, hay Charlie Chaplin. Vâng, chính là vua hài Sackler nổi tiếng. Những tác phẩm đến từ Hollywood bắt đầu có được sự đón nhận từ người hâm mộ. Và bạn biết đấy, công nghệ là thứ mà thời gian sẽ khiến chúng dần bị đuổi kịp và xóa nhòa lợi thế. Chỉ có những sự khác biệt trong ý tưởng sản phẩm mới khiến bạn thành công. Thật vậy, lúc này, những công nghệ quay phim tiên tiến hơn giúp các nhà làm phim có thể sản xuất những bộ phim dài hơn, cùng với những phương pháp quay tạo hiệu ứng đã bắt đầu được phát minh bởi những nhà làm phim đến từ Mỹ và châu Âu. Lợi thế bằng sáng chế của MPBC mất dần sức ảnh hưởng, không diễn viên nổi tiếng, tốn hậu về kỹ năng làm phim dài, cùng với việc mất dần ưu thế công nghệ, thời đại của đế chế MPBC dần đi tới hồi kết. Và đó cũng là lúc một vương triều mới bắt đầu trỗi dậy.